Xin chào các bạn, hôm nay shop tranh Hồng Loan, website kho tranh giá rẻ.com, Zalo 0971123666 sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu tranh đính đá bình hoa hồng. Mẫu tranh này có mã số là DF2212. DF2212 kích thước là 50x50cm và giá thành của tranh là giá 80.000 các bạn nhé. Đây là mẫu tranh đính đá, tranh chưa đính, các bạn mua về để tự đính chứ không phải là tranh đính sẵn rồi. Mua về để tự đính và giá thành của tranh là chỉ là 80.000 thôi. Bên mình đang thanh lý bức này với giá 80.000. Kích thước của tranh là 50x50cm. Kích thước 50x50cm và mã số của bức tranh là DF2212, giá tiền là 80.000 các bạn nhé. Sau đây mình sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể bên trong tranh để các bạn nắm được rõ hơn ạ. Vâng. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sang cái bộ dụng cụ làm tranh đính đá. Đây là bộ dụng cụ làm tranh đính đá, gồm có khay đựng đá này, khay đựng đá, các túi đựng đá, khay đựng đá, túi đựng đá và bút chấm đá nhé. Có cả bút chấm đây ạ. Đây đây các bạn nhìn thấy cái bút chấm đây nhé. Vâng, cả miếng keo khô ở phía đằng trong nữa. Ở phía trong có cả keo khô nữa. Có thể là nó đang hơi khó nhìn. Đây các bạn nhìn thấy cái keo khô này và những cái đính ghim kẹp nhé. Ghim kẹp đá này, đây là keo khô. Keo khô thì khi các bạn làm ấy thì các bạn chấm bút vào keo, xong sau đó chấm vào đá. Thì mỗi một lần chấm vào keo này các bạn có thể dùng được từ 5 phút đến 10 phút. Vâng, đây là khay đựng đá. Thì khi các bạn bỏ đá ra rồi các bạn để vào khay đựng này và chấm vào tranh nhé. Vâng, đây là bộ dụng cụ làm tranh đính đá. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu sang bộ đá của tranh. Vâng, đây là bộ đá của tranh. Bộ đá của tranh đây ạ. Thì cái đá này cũng không nhiều lắm các bạn nhé. Cũng không nhiều và cũng không ít. Thì nếu như các bạn không có thời gian ấy thì các bạn làm trong vòng khoảng 5 ngày đến 7 ngày thì các bạn sẽ làm xong. Còn nếu mà bạn nào có thời gian thì chắc chỉ khoảng 2 ngày đến 3 ngày là xong thôi. Vâng, cái bộ đá của bức tranh nhìn đây cũng thấy là cái màu sắc của đá rất là nổi bật rồi các bạn nhé. Vâng, đây là màu đỏ đây. Thì ở trong mỗi một cái mã số này, mỗi một cái túi đá này sẽ có hai mã số. Mã số in đậm là số 02 này, số 608 là số in mờ này. Thì số 02 chính là số thứ tự của đá. Số thứ tự của đá, còn số 608 này, 608 này chính là mã số đá các bạn nhé. Mã số đá thì tương tự như cái số 03 này. Thì 03 là số thứ tự của đá này. Còn 666 là mã số của đá các bạn nhé. Vâng. Thì trong mỗi bức tranh thì bao giờ cũng có số thứ tự, như thế là số 1, số 2, số 3, số 4. Đấy, dần dần là đến số 30, 40 gì đó. Còn số mã số đá thì nó không liền nhau các bạn nhé. 608 này, 666 này, còn ở đầu đây số 1 là 606. Đây là mã số đá, thì khi các bạn chẳng may các bạn bị thiếu đá đấy thì các bạn mua theo mã số này nhé. Mua theo mã số là 608 hoặc 666. Đó là bộ đính đá của tranh. Bây giờ mình giới thiệu xem bộ vải của tranh. Vâng, đây là một bức bình hoa hồng. Các bạn treo trang trí ở mọi vị trí ở trong nhà cũng được nhé. Vâng, đây là cái bình của hoa thì các bạn không phải đính đá này, cá vàng không đính nhé. Còn những chi tiết như thể là những bông hoa này, bông hoa hồng là các bạn đính nhé. Vâng. Đấy. Bông hoa hồng, một bông hoa hồng màu đỏ rất là đẹp. Ở bên này thì là bông hoa hồng màu hồng, ở trên là hoa hồng màu hồng và ở bên này là hoa hồng màu vàng. Bức này là có 3 bông hoa hồng các bạn nhé. Một bông vàng, một bông đỏ và một bông hồng. Vâng, mình quay buổi tối cho các bạn nhìn dễ hơi bị mờ. Đấy, bông hồng này. Lá có đính nhé và cả cái nụ hoa cũng đính nhé. Nụ hoa cũng đính, còn nền ở phía đằng sau, nền và bình ở phía đằng sau là các bạn không đính. Đây mình view từ trên xuống đây các bạn nhìn được nhé. Vâng. Bức tranh này kích thước là 50x50cm là tranh vuông nhé. Tranh vuông 50x50cm và giá thành bên mình đang thanh lý là giá 80.000. Đấy, đây là bức bình này, bình hồng này. Bức bình hồng này nhìn cái màu hồng này, nhìn cái màu hồng, màu vàng và màu hoa hồng này thì có thể thấy rằng lên tranh là màu sắc rất là nổi các bạn nhé. Đây, mình giới thiệu lại bộ đá này. Màu xanh đây nhé, các bạn có thể thấy rằng màu xanh rất là nổi bật này. Màu xanh này chính là lá cây nhé. Thấy cái màu xanh này là các bạn biết là cái màu rất là rõ rồi. Vâng, tương tự như thế thì bức hoa hồng đây ạ. Hoa hồng này, màu cũng rất là đẹp các bạn nhé. Vâng, hoa hồng đỏ ạ. Còn đây là những bông hoa hồng màu hồng. Đây ví dụ như màu 04 là hoa hồng màu hồng này. Đấy, còn màu đây là bông hoa hồng màu vàng này. Đấy, màu vàng này để đính hoa hồng màu vàng. Đó. Vâng. Tranh rất là đẹp nhưng mà bởi vì cái chỗ này của mình nó view nó hơi bị kém nên ra là có thể các bạn không nhìn thấy, nhìn rõ được. Đây để mình view lại các bạn xem cái vải của nó. Thứ nhất là view nó kém, với thứ hai là ở chỗ này cái gập. Tranh này người ta cuộn mà tranh mình mới tinh còn vừa bóc ra đâm ra nó cuộn vào ra các bạn hơi khó nhìn. Kích thước là 50x50cm các bạn nhé. Đấy, giá thành bên mình đang thanh lý là giá 80.000. Sau khi các bạn đính xong thì hoàn thành bức tranh
Thì đây chính là hình ảnh của bức tranh sau khi hoàn thành. Đó chính là một bức bình hoa này. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ là bức hoa hồng này. Hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng và hoa hồng màu hồng. Và cái nhụy hoa, à cái nụ hoa này, những cái lá là các bạn có đính nhá. Vâng. Các bạn có thể đặt mua cái mẫu này giá 80.000 ngay tại cái clip này của mình, hoặc là các bạn vào Zalo 0971123666 các bạn đặt hàng. Vâng, hoặc các bạn tìm fanpage của mình là Tranh Hồng Loan. Các bạn vào fanpage các bạn gõ từ Tranh Hồng Loan nhé. Vâng, giá thành tranh chỉ là 80.000 thôi. Cái buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay của bên shop mình xin phép được kết thúc ở đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.